Và tôi thấy hình ảnh một đoạn bản đồ đến cái cháu đây để và làm chứng vì Chúa đã chữa cho cháu của bà được khỏe và mẹ con. Xin chào cha, xin chào mọi người. Con là Maria Trần Ngọc Dung, con cái của con là Maria Phạm Trần Mai Phượng. Con dạ con 31 tuổi. Dạ con gái của con là người được lòng Chúa thương xót cho nên đến với sống con thai gần 6 tháng thì bác sĩ phải mổ để bỏ thai. Tại vì con bị băng huyết ra mổ cứu mẹ thì em bé của con phải nằm bệnh viện 3 tháng rưỡi phải mổ ở cổ để có ven. Rồi mổ trên đầu thì em bé bị lể ven cho nên bác sĩ nói là cơ hội rất là thấp. Và khi mà mẹ con và gia đình của con còn bị lòng Chúa thương xót thì em bé đã được xuất viện. Thế em bé ra khỏi bệnh viện là 136 ngày. Thì lúc đó là em bé chỉ nặng có 1,6 kg thôi. Bao nhiêu? Là lúc con sinh ra là em bé 900 gram. Còn bây giờ lúc mà được xuất viện thì là được 1,6 kg. Chưa được 9 tháng 10 ngày em? Dạ không, gần 6 tháng, chứ chưa được 6 tháng thôi ạ. 6 tháng? Mà thường là mấy bà có thai thì mấy tháng mấy ngày thì mới sinh? Dạ, 9 tháng 10 ngày. 9 tháng 10 ngày rồi nó đẻ thiếu tới 3 tháng. Mà có bao nhiêu gram? Dạ, 900 gram. 6 tháng và 9 lạng. Vâng. Thưa chị em bé 6 tháng 9 lạng cho mọi người coi. Thưa đến con rồi là tôi xót lên xem. Bây giờ là nó được mấy tháng? Dạ, bây giờ là nó được 9 tháng 20 ngày. Dạ, bây giờ là được 7,2 kg. Con bé có thắng thì to là tại vì em bé nằm đồn kính gần 4 tháng cho nên con không có sữa mẹ, em bé đã được ăn hoài. Ăn sữa hoài, hoàn toàn. À, bác sĩ nói là không có sữa mẹ thì em bé không có cái cơ hội mà nó tăng cân như vậy. Nhưng mà bây giờ nhà con ngày nào con buổi sáng là con bế em bé đi chào mình với thương xót và xin Chúa ban ơn, rồi buổi tối đi ngủ con cũng là bế em bé tới để nói chuyện với Chúa lòng thương xót và kết quả là em bé tăng cân và bác sĩ cũng thấy đỡ nghèo. Đây là đứa con thứ mấy của con? Dạ đứa con đầu tiên ạ. Dạ đứa con đầu tiên. Dạ vợ chồng con với nhau được hơn 1 năm rồi. Dạ bây giờ có lòng thương xót mà con có được là em bé mà bây giờ con thấy là rất là mãn nguyện và con rất biết ơn cho nên con phải đi tới để gặp cha để được nghe cha giảng và được làm chứng cho mọi người biết là em bé của con là được làm Chúa thương xót. Hallelujah. Rồi em bé là đứa con của lòng thương xót 6 tháng 9 lạng về thì mấy tháng? 9 tháng và mấy ký? Dạ 7,2 kg. Cứ đọc đâu có thế này. Con đang có nhận món quà. Đọc rồi đọc tiếp tục. Đọc. Rồi, con đang nhận món quà từ lòng thương xót nha. Chúc mừng cho con nha. Bé nha. Đây, quà. Có thể là đây. Đây, tiếp đứa bé này có phải không? Rồi, đây.